thi công tắm nhựa ốp trần kiểu giật cấp có khó hay không, chi tiết thực hiện như thế nào? Mời các anh chị cùng Kim Hoa tham khảo ngay video ngày hôm nay để được hướng dẫn thi công trần nhựa giật cấp nhé. Nếu anh chị quan tâm về các vật liệu ốp tường và lát sàn cũng như là cách thi công các loại vật liệu này thì đừng quên bấm subscribe kênh Cosmos Việt Nam để theo dõi những video hấp dẫn nhé. Quay lại công trình ngày hôm nay là cải tạo trần từ trần thạch cao cũ. Vì vậy, trần đã có sẵn một cái hệ khung xương rồi với kiểu giật cấp thì phần khung xương sẽ được tạo hình sẵn mình có thể thấy là khung xương trần ngày hôm nay phần chính giữa sẽ cao hơn khu vực bên ngoài đúng không các anh chị phần trần thì thợ sẽ ốp trần bên trong trước các anh thợ đang đo đạc và cắt các tấm cosmos theo kích thước cần dùng loại tấm phẳng như thế này thì khi cắt chỉ cần dùng dao trọc là thực hiện rất là đơn giản rồi à, các anh chị trọc vài đường trên bề mặt của tấm cosmos và dùng tay tách phần thừa đi là đã ok nha. Tiếp theo thì các anh chị dán thêm băng keo hai mặt đen vào phần khung xương. Các anh chị chỉ cần dán một phần nhỏ thôi nha. À, phần còn lại mình sẽ bôi keo thi công chuyên dụng lên. Xong phần keo thì các anh chị ốp tấm Cosmos lên hệ khung xương nha. Lưu ý là phần hèm âm phải được xoay ra ngoài. Nếu như mình ốp ngược thì không thể gài ke inox đâu nha. Dùng tay vỗ đều tại các vị trí khung xương để đảm bảo là keo kết nối chắc chắn với nhau. Tiếp đến là các anh chị dùng con ke để gài vào vị trí khung xương và hèm âm của tấm ốp. Đối với hệ thống trần treo sử dụng khung xương sắt như thế này thì Kim Hoa thấy là nên dùng máy bắn vít để cố định chắc chắn nhất nhé. Dùng búa hay là súng bắn đinh có vẻ không có được thuận tiện lắm. Bởi vậy tùy tình trạng công trình mà việc lựa chọn dụng cụ thi công cũng khá là quan trọng đấy ạ. À. Giờ thì các anh chị cứ tiếp tục thực hiện cho đến hết phần tấm Cosmos bên trong này nha. Với các kiểu ốp trần giật cấp như thế này thì dùng loại tấm Cosmos phẳng là hợp lý nhất nha các anh chị. Ở đây không phải là chê loại bề mặt sống không đẹp đâu nha. Mà theo Kim Hoa thì thấy chọn cái loại tấm phẳng này hiệu ứng giật cấp và khoảng trên giữa các mặt phẳng kề nhau như thế này mới tạo ra hiệu ứng tương phản rõ ràng. Xong rồi thì đến phần giật cấp bên ngoài các anh thợ đang thực hiện ghép góc vuông cho tấm Cosmos đây ạ. À. Với công trình này thì mình sẽ cần ghép 4 tấm như thế này để có thể ốp vào 4 góc ngoài của tường. Các anh chị thi công tới góc nào thì mình ghép góc tới đó nha. Có như vậy thì các hèm khóa mới vừa khớp và chính xác được, đảm bảo công trình được hoàn thiện một cách tốt nhất. Ốp xong góc vuông đầu tiên thì các anh chị cắt các tấm Cosmos màu nâu trầm thành nhiều tấm nhỏ hơn, vừa đủ kích thước của phần giật cấp bên ngoài nha các anh chị. Chắc ở đây có một số anh chị thắc mắc là sao mình không ốp dọc cái tấm cosmo theo chiều dài của khung xương đúng không ạ? Tại sao mình phải cắt nhỏ ra làm chi vậy cho mất công? Thì Kim Hoa cũng xin trả lời là mình cần ốp sao cho hai bên hèm khóa vuông góc với hệ khung xương Có như vậy thì khi mình gài ke và bắt vít mới chắc chắn được Chưa kể cái bề ngang của hệ khung xương này là 30cm À, mà cái tấm có smart bề ngang là 40 cm, mình ốp dọc theo thì đâu bắt vít ở phần hèm khóa hai bên hông tấm có smart được đâu ạ. À. Mà bắt vít vào bề mặt sẽ làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ của công trình mình nữa. Mà nếu cắt bớt 10 cm bề ngang của tấm có smart thì vừa lãng phí vật tư và vừa mất cái hèm khóa, giảm độ chắc chắn của công trình mình đúng không ạ? À? Bởi vậy anh thợ đã tính toán và chọn phương án tối ưu nhất để cho công trình được chắc chắn và đảm bảo tính thẩm mỹ ghép các tấm nhỏ như thế này thì các anh chị có thể thấy là phần hèm khóa hoàn toàn được che đi các vết ghép thì rất khó nhìn thấy tạo ra một mặt phẳng đồng nhất như thế này nếu mà các anh chị thấy công trình ngày hôm nay đẹp hay là kim hoa chia sẻ hay chia sẻ chi tiết thì đừng quên cho kim hoa một like để kim hoa có thêm động lực làm nhiều video hay hơn nữa nha với công trình giật cấp ngày hôm nay thì phần bên trong là dùng mẫu giả gỗ tông màu nhạt bên ngoài thì chọn mẫu tông màu nâu trầm như thế này Hai cái này á, màu đậm, màu nhạt như thế này kết hợp với nhau sẽ giúp tạo hiệu ứng tương phản rõ rệt hơn. Các anh chị có thể thấy là bức trần của mình nhìn ấn tượng hơn đúng không ạ? À? Ở vị trí giật cấp thì các anh chị dùng thêm cho em kim hoa vào cổ trần như thế này nha. Các bước này sẽ giúp tạo ra đường cong mềm mại cho phần trần của mình, đồng thời che đi các mặt cắt của tấm Cosmos nữa đó. Các anh chị thực hiện tương tự cho vị trí tiếp giáp giữa phần trần và phần tường luôn nha. Để tăng độ sang chảnh và tạo điểm ấn tượng cho phần trần ngày hôm nay, thì các anh thợ sẽ thêm những em phào chỉ màu nâu đậm đồng màu với phần viền bên ngoài để có những họa tiết nhũ vàng cực kỳ độc đáo luôn nha. Như vậy là đã hoàn thiện ốp trần giật cấp bằng tám Cosmos rồi. Các anh chị đánh giá sao về công trình ngày hôm nay? Đừng quên để lại comment cho Cosmos biết nha. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video Tôi là Kim Hoa đến từ Cosmos Việt Nam. Cosmos vừa tốt lại vừa bền.